Nếu như mọi người đã coi video của mình đi bà con thì mọi người cũng đã biết là mình đã roll trúng WeWe ngay 10 roll sau khi mình ra Sengjun. Cho nên thân là an emo boy, mình quyết định roll luôn Xiao để chơi thử. Nhưng mà mình cũng là một con nghiện thánh di vật á, cho nên mình quyết định sẽ bỏ 3.000 nhựa để farm set thánh di vật của Xiao, chính là thần sa bản sinh lục trước khi mà mình bắt đầu build Xiao. Thì liệu mình có bị cái trường hợp farm Xiao Ayato của mình top 1 không? Mọi người coi để biết nha. Đấy, thì đây là con Xiao mà trước khi chúng ta nên bắt đầu farm 3.000 nhựa ha. Bây giờ chúng ta sẽ test đồ đi đã ha. Nó đang hơi khá là copium á. Sau khi cầm cây này nó vẫn hơi copium, tuy là level vậy thì nói chung là đồ 22 của mình khá là mạnh rồi. Cho nên giờ để xem con Xiao này nó hoạt động được ổn hay không ha. Ok, mình sẽ test Xiao một mình để mà dễ so sánh, chứ tại vì thêm đam của bà cò với lại Faruzan nó sẽ quá là khó nhìn. Yeah. Thì e cái 7800. Nó chém cái mình chết luôn. Ê da. Để thêm dông ly vào cho dễ test ha. Lát cái build mấy món cái build sau này mình cũng sẽ thêm dông ly vào luôn. Rồi, có quỳ chưa? Chưa luôn. Da này bị nạp dữ dội luôn. Sao đúng lúc cái khi dông ly nó hết vậy trời? Thế giờ làm đàn quay được rồi ha. Mình sẽ đợi con này đứng lên hẳn rồi mình hẳn e cho chắc ăn. Okay. Một crit thì vẫn 10.000 này, giờ mình coi thử cái 10.000 luôn. 10.000. Không crit thì 4.000, crit thì 11.000. 11.000. 13.000. Ok, to lắm thì của set 22 13.000, 11.000 ha, cũng không cũng ổn, nhưng mà yeah, mình đang muốn một cái set thần sa khỏe, ít nhất là được tầm cái con tầm này hoặc là ít rồi, hoặc là mạnh hơn cũng được ha. Dựa đầu tiên mọi người nào, để xem hành trình này có dài hay không, liệu sau đây sẽ là video một tiếng hả? Kiểu như cái set này thì nó ít cần thiết, gọi là gọi là sao ta, ít yêu cầu hơn là mấy cái video mình từng làm á, tại vì cái này là mình chưa có, bây giờ mình làm cho có thôi. Khá thường mình có lỗi. Không liên quan lắm. Nó không còn đúng set nữa. Nó còn không đúng set nữa. À, 10 điểm. Suy nghĩ. Càng không tốn thời gian càng tốt. Rồi, tiếp theo. Một cái hoa. Một cái lông. Được, một cái hoa đi. Chẳng lẽ video này xong cái Ayato mình mới là người được lợi mọi người. Mọi người chưa có Ayato nữa. Người chiến thắng. Ồ, lần này thì hai đồ ngon. Cái này. Ê. Liệu đây là video 5 phút? Ủa này cái gì đấy? Này hình như cũng giữ lại được ha. Nó HP ok. Không, cái cát HP, cát thì giữ được. Ủa, hai cát tiếp kìa. Cát thường nguyên tốt. Ê. Không lẽ. Lạ ta. Video 5 nhựa. Ý chứ giờ quan trọng là cần xài được thôi, cho nên là cái ly phong đó là mình bỏ vô được luôn rồi á ha. Đúng không Hưng? Để xài được trước. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đặt mục tiêu là nó phải ngang với cái set kia. Ừ, nhưng vấn đề để mà so cái set kia. Ok, thì thử lần cuối cùng trong ngày bằng cách hiến tế đi ha. Là chiếc lõ đầu tiên là mọi người này chạy vòng vòng qua cái này nè, rồi hiến tế hết tới cả quy của tất cả mọi người nè. Rồi xong rồi bấm, nó sẽ được thánh di vật tốt mọi người. Cũng nghi lắm nha. Đó, được cái ly nè. Và hai chiếc lõ 10 điểm. Lý do mà em không bao giờ chiếc lõ là vậy đó.
Ngày tiếp theo đi. Như nãy em phát hiện không, cái lúc em nào không có anh em phát hiện ra như phải Furina mới được á. Để thử coi đó. Đó được hai cái nón. Ừ, cái còn tốt. Mày thử là giờ tới sang vô nè. Ừ, thử sang vui coi. Làm giống Hưng, làm giống Hưng. Ok. Đó. Đó. Mà cái lông không cần lắm nè, cái lông không cần lắm. Đó, từ từ. Úi trời ơi. Đi. Ê, tính ra thật ra vẫn xài được ha. Nó đúng thì vẫn xài được. Biết hay. Lần này thì tới lượt tiền bối nha mọi người. Ít nhất là nó bắt đầu ra đồ đúng set rồi. À rồi, tiền bối không phải ổn, không ổn lắm. Ok. Đó, cái này lại ổn nè. Và đó là... Cũng được cái, kìa thấy không? Đó. Cái hoa... À, không được gì thôi. Ồ, cái đó là đồng hồ đúng không? Ừ, cái đồng hồ mà không được gì thôi. Nên thử đồ coi cái nào vui. Tin vui là vẫn có đồ để nâng. Ừ. Không như một ai đó trong video khác. À, mà đúng theo lịch trình á thì Berry video ra sau, cho nên là tuy là Berry quay trước mình. Cho nên là đấy các bạn chịu. Ok không? Dục. Ý. Dục mà. Anh quá có đồ dục. Cái này thì mình mạnh quá rồi mình không cần nâng, nhưng mà thôi nâng cho mọi người vui. Cứ nâng đi, biết đâu nó đá được cái kia thì sao? À, đá được cái 43 CV cộng với lại 12 nạp á, nghe. Đá được. Nghe hơi hay á. Đá là chuồng gà luôn. Ừ, coi đá là nó là chuồng gà trước rồi. Ok, cái này đi 20 luôn ha. Mình mệt quá, cái này cho 20 luôn. 20 luôn à... xong nó ra cái gì? Nó ra 10 20 thì tuyệt vọng mới cúng rồi. Thôi, cái này còn tuyệt vọng hơn. Đỉnh cao. Cái này nó còn tuyệt vọng hơn. Đỉnh cao có tuyệt vọng. Cái này nó còn tuyệt vọng hơn. Ok, hay cái là ít nhất là thần xa đã có trong trap cho nên giờ chúng ta có thể trap trap thần xa. Hơi hút, hơi cút bi âm nhưng mà tăng tỷ lệ chúng ta được đồ ha. Thử rồi. 13 cái nè, thử rồi. Sao toàn lông không vậy? Mình lông mạnh lắm rồi. Trong đống lông cái lông của em đấy. Ok, không có nào double crit sẵn. Cái kia mình nó đắp 4 vòng đắp 1 crit rồi cho nên là không quan tâm lắm. Ok, ớ à, cái này suy nghĩ được nè. Cái này có suy nghĩ được luôn. Phòng ngự, tăng sát thương vật lý. Ồ, khoan hưng khoan. Ê, cái này lần được luôn rồi, cái này lần được luôn rồi, mình không quan tâm nữa. Dòng phụ, dòng chính nó ngon là được rồi. Không quan tâm nữa mọi người. Có dòng chính là được rồi. Giờ quan tâm dòng chính trước kia ha, đúng không? Quan tâm dòng phụ sau. Đây là sự tuyệt vọng. Thì đúng là tuyệt vọng thiệt mà. Okay, giờ cái này lên 4 nè. Thật ra là nó không sát thương bạo, mình vẫn cốt biêm. Nó không vô tỷ lệ bạo, vẫn cốt biêm. Nhưng mà hy vọng vô tỷ lệ bạo ha. Hiệu quả nạp vẫn được, hiệu quả nạp vẫn được. Ok, thử. Nâng lên nè. Và đó là... Mỗi cái một vòng. Vẫn được, nâng thử 20 ha. Tuyệt vọng thiệt mà. Nâng thiệt không chứ nâng thử gì nữa. Đó, nạp. Đó. Nạp vẫn được mà. Tạm giữ. Chích hạo. Tạm giữ. Nó vẫn ngon hơn cái này. Thì chúng ta đã có progress rồi. Có progress ha, ít chứ cũng có progress. Rồi cái này thì giờ mình dục cái cộng 20 nãy vừa bỏ ra xong dục cho cái này. Để coi cái này nó có vô sát thương bạo không. À rồi... Vẫn thử cái này, nói thiệt là vẫn thử thêm một lần nữa. Tại vì nếu mà nó vô sát thương bạo thêm lần nữa, nó vẫn là cái tốt nhất. Ok rồi, cái này thì dùng. Lần đầu tiên mọi người thấy các mình cút tới mức này đúng không mọi người? Các bạn thấy chưa? Ok, rồi cái này chỉ quan tâm là nó có vô hiệu quả nạp bao nhiêu lần thôi. Chứ dòng chính vậy là xài được rồi. Không, nó ra phòng ngự hết này. Ơ à. Ê, cái này đó gì tức 2772 à. Cái này như video hay thế nha. Cái này như video thằng Dốc Phi kìa. Ok, nó lệch hết.
Chắc không giữ luôn á, mọi người nói thiệt là... Ít nhất là mình cũng không tới phức copy âm tới mức đó à. Ok, 20 luôn, 20 luôn. Giờ thử thôi, thử Prage. Hai dòng, nó vô 2 trên 4, nó vô 2 trên 4 là được, nó vô 2 trên 4 là được. 1, 2, 3, Prage! Vô gì? Ghê vậy. Xài được, tài được, xài được, xài được. Được, tài được. Chứ mấy không, chứ mấy gì không. Ok, được rồi. Được á. Tài được. Hôm nay cho Nham Vương Đế Quân vô thử ha mọi người. Ok, thì hy vọng Nham Vương sẽ phù hộ thằng con của mình. Tính ra là Nham Vương có quyền không phù hộ, chỉ khi nào mà thằng con mình level 90 nhé. Vấn đề là okay. Con level 40 thì phải bế rồi. Ok, lần này thì tới bà cò thử rồi. Coi ai đồ ngon nhất. Ok, cái mũ hiệu quả nạp, đồng hồ hiệu quả nạp. Suy nghĩ được. Ừ, cái mũ này thì bỏ được. Ok, thì nãy nó bị lỗi cho nên không có quay được khúc ra cái gì vật. Nhưng mà hồi nãy mình khóa mấy cái này, và cái này mình chưa kiểm tra nè, để coi cái này cái gì. Cái này tí nó được không? Mình có cái này ngon rồi, không hiểu luôn. Ủa, cái gì vậy? Ủa, từ từ, khoan. Ê, khoan mọi người. Chẳng lẽ lắc là phương án sao? Hay tiền bối của Ruzan là cái hay. Để lần này tới lượt chính Xiao. Cái hồi nãy, cái hoa hồi nãy hơi cháy. Chẳng lẽ nào? Đúng không? Anh nghĩ là em nên để lại Faruza thì tốt hơn. Chứ giờ lỡ qua Xiao thì nó đi nè. Đó. Đó, đi. Cái này cũng giữ được. Và cái này thì chắc chắn là bỏ đi. Kể lần cuối thì cả Faruza với tiền bối. Cả tiền bối Faruza lẫn Xiao đều được đồ. Thì mà tiền bối Faruza có vẻ đang hơn ha. Đúng không? Ừ, thì mình thừa thắng xong lên, tự nhiên mình đổi ngang à. Thử lại không, phải thử bốn người trước, ai hên nhất xong rồi dùng người đó, hiểu không? Bắt đầu đã. Bắt đầu rồi đó. Bắt đầu đã. Ê, bắt đầu. Ê, gì ta? Kẹt quay. Gì ta? Chẳng lẽ hôm nay là chúng ta xong video luôn mọi người? Hôm nay là ngày đó. Today is the day. Giờ mình nâng hai cái đó, nếu mà nó không có gì để nâng thì mình sẽ dừng video ngay tại đây luôn nha. Ok. Đổi bình thường mình bấm chữ B mình nâng nha. Hôm nay tiền bối Faruzan giúp mình rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ dùng tiền bối. Mình sẽ nhờ tiền bối Faruzan nâng đồ hộ luôn. Hợp lý không mọi người? Hợp lý à, đúng không? Cái này thì không quan tâm nè. Faruzan Obacha, à không, Oni-chan. Senpai. Thiệt hả? À, cái gì vậy? Thiệt hả? Cái gì vậy? Ê! Oni. Faruzan Senpai. Khoan đã. Faruzan Senpai. Ok, cái này không cần lắm cho nên là bỏ cũng được. Cái gì vậy? Khoan. Ok, cái này bỏ cũng được, không quan tâm lắm hả mọi người. Như mình đã nói tới cái này. Bây giờ nhân 2 quá. Hả? Faruzan Senpai. Cái gì vậy? Rồi giờ nâng mấy cái. Ê! Chắc là mình nâng mấy cái set mà không cần chứ đi ha. Mọi người à, để lại một lượt like và comment ma ám. Giờ mình nâng cái mình không cần chứ đi ha. Cái này chứ đi. Ai địch mà ám thiệt mọi người. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi, tưởng tượng một điều cái đó mà nó lệch đi lên hoặc là đi xuống á. Ừ. Má ơi. Bỏ hợp lý. Đâu có phải, mình cũng đang không cần cái này, bỏ là hợp lý hả? Trời ơi, nhưng cái này 3978 nè, em thường là 3978 em nâng từ từ á, coi thử. Đó. Hả? Nói gì? Cái gì vậy? Vô tỷ lệ mà. Đó gì? Còn 4 từ từ khoan. Đó. Cái gì vậy? Khoan, từ từ cái gì vậy? Từ từ. Yamete. Nè, rồi cộng thêm lần nữa nè. Đó. Gì vậy? Gì vậy? Dừng lại.
đó. Dừng lại đi. À, ok, dừng lại đó. Ok. Vẫn giữ. Trời ơi. Tính ra đồ, tính ra đồ hiệu quả nạp là kiểu như video nào mà mình farm được. Ê, có một cái đồ hiệu quả nạp này á là tính là cầm cây phong là ngon ơ luôn ấy. Rồi cái gì á? như mình đã nói đồ 3978. Cái này cũng 3978 nè. Ở chiếc lõ đi ha. Cầm 4 nè, hiệu quả nạp. Ôi hiệu quả nạp luôn à, cái gì vậy? Ê. Từ từ. Mấy anh mấy chị. Đừng. Mà lắm rồi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Tỷ lệ. Cái gì vậy? Tỷ lệ. Hiệu quả nạp. Nó lệch nhưng mà giọng tốt. Trời. Đừng nghe, đừng. Đáng thương mà. Đó. Đã xài được. Đồ đã xài được. Đồ đã xài được. Cái gì vậy? Hay. Đừng. Hay. Ngừng lại đi. Tiến tới một món cộng 19 nha. Để mà nó vô sát thương bạo thêm lần nữa hoặc tỷ lệ bạo ha. 1. Dừng. Dừng lại đi. Dừng lại đi. À, okay. Thôi vậy cũng được. Ok, xài được, xài được. Vẫn xài được. Usable. Rồi may quá. Cộng 1. Hôm nay Hưng đứng Hưng mép đứng tim. Ông đó thấy không? Mọi người 3978 thì mọi người nên đọc kiểu đó ha. Ok, rồi tới cái này. Đừng đập vào tim tôi là được. Cái này quan trọng nè, mình sẽ break, please, break. Break chi? Cái này nên vô các tỷ lệ đến tấn công này. Ừ, dòng này. Vô ai đó là mình mừng rồi ha. Ok, thì mọi người mọi người nghĩ vô cái gì? Mọi người nghĩ vô cái gì thì comment xuống phía dưới nha. Và cho xin một cầu nguyện. Mặc dù không có nút cầu nguyện ha. Ừ, break chi, ok. Ấn nút subscribe cũng được, không sao cả. 3 và 2 đếm ngược nào. 3 2 1 Praise, vô đi. Tỷ lệ vô không, vô mực 2 vòng. Ủa không vậy được rồi. Tiếp chưa xong mọi chuyện chưa ngã ngủ. Từ ô khoan à, tính ra em tưởng nó 20 á. Từ lần này vô tỷ lệ hoặc tấn công là xài được. Wait! Vô không bắn đi! À, mọi người biết cái thánh di vật rồi đấy nha. Mình đã chỉ cho mọi người trong video này rồi đó. Là ba đôi tan. Tuy là chỉ mới có 1200 nhựa ha. Nhưng mà Xiao hiện tại được coi là success. Success. Đủ bộ 4. Ổn. 66182. The next day. Ê, mọi người nãy con mèo mà mọi người thấy là mèo nhà mình á, nó lỡ bấm bàn phím tùm lum là la. Đừng quan tâm nó nha mọi người. Nói chung là nó bấm xong cũng có vài món để chúng ta có thể nâng thử nếu có tiềm năng ha. Chụp cái này nâng thử à. Đó. Con người. Cái tỷ lệ bạo tấn công được. À, vẫn phòng ngự. Vua phòng ngự. Ok, cái lồng này thì không có yêu cầu lắm. Yeah, nó cũng không quan tâm cái lồng lắm ha mọi người. Lồng khỏe rồi. Lại tiếp tục phòng ngự. Hay rồi quan tâm cái này hơn nè. Tinh thông chứ. Chung là mấy cái mình cần chứ. Ok, cái này không cần nhưng mà ok. Ok. Hay ok, vô luôn đi. Mạnh không mạnh thôi. Cái này xài mình không cần lắm. Offset mình đồ mạnh lắm rồi. Hay quan đã, nó còn mạnh hơn cái onset của nhà lữ hành. Quan đã 4 vòng này hoàn hảo quá. Cái này thì không có yêu cầu lắm nên cũng được. Cái ứng dụng rồi, cái tay trước đi.
cái cuối trong đám có tiềm năng. Ồ, ê mọi người, khoan. Hoa mình còn yếu, từ khoan, quay. Khoan đã. Rồi thử nha. 1, 2, 3. Cringe. Oh, great. Let's go. Được không? Đây hụt hết rồi. À, nó hụt hết luôn. Hôm nay ngày hiệu quả nạp mọi người. Ai da. Ok, không có một trời gì nữa. Thôi kệ đi. Hôm nay ngày hiệu quả nạp. Rồi gì rồi vậy đây trời. Mình chơi Fremine lần 2 vậy. Fremine build tập 2 vậy. Lên luôn đi. Hôm nay ngày hiệu quả nạp thiệt với mọi người. Có hiệu quả nạp cái đó gì đó luôn. Rồi kệ chứ không có chơi vật lý. Cùng ta có cái lòng bà đã đến một click. Tiền bối ơi em không cần nữa rồi. Cái gì đây? Làm ơn đừng làm dương vô hết phòng ngự giùm cái nha. Ok, vô hết phòng ngự rồi, cảm ơn. Rồi giờ chỉ hôm nay chúng ta chỉ còn mỗi cái lòng thôi, lòng rồi đến một click thôi. Ok, và cũng có phòng ngự luôn. Liệu để vô cái gì đây? Ê, nó đang all in kìa mọi người. Thầy điên. Đang all in kìa mọi người. Cái thứ ba là cái gì? All in không? Ok, cái cuối là lệch. Hơi buồn nhưng mà mọi người nhìn nó vẫn 30 rồi. Cho nên là chúng ta có thể giữ được cái set này ha. Ok. Đó, thấy không? Ở gì đây? À, cái gì đây? Wow. Cái thứ tà ma ngoại đạo. Tiền bối really popping. Cái tà ma ngoại đạo này cái gì vậy? Ừ, giữ được. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Cái tà ma ngoại đạo gì vậy? Ví dụ cái sát thương bạo, tỷ lệ bạo cái là hơn cầm đến thiệt. Nó ra thiệt. Ok, hên. Nó đang lừa mình đó. Được không? Tôi biết ngay mà. Thấy chưa? Thử rồi. Thử nước. Tôi biết ngay nước. Mà lệch một dòng vẫn còn nâng được. Suy nghĩ. Đây là cái này tính là đâu ta? Nó mà cái này thêm một dòng nữa nó cũng không đủ tốt so với lại cái lông cũ á, cho nên thôi. Rồi thử rồi. Cái là hai lần rồi, bỏ. Hai phòng ngự mới chịu chứ. Đó thấy không, đâu có tới mức đâu, tiền bối rất là công bằng. Rồi tới cái cuối. Cho đến khi rồi tới cái này á. Sao mà vô được. Đó thấy không. Nếu nghiêm túc mà nói thì nó không tới nỗi tệ hả? Không thôi. Tệ. Ừ, nhưng mà mình không cần lắm. Ok. Đó, dễ mà thấy không. Ok, thì đây là con CL. Sau video lần này chúng ta sẽ test thử đam của con CL ha. Ok, để coi mạnh hơn trước hay là yếu hơn trước. Mình nghĩ là mạnh hơn đó nha, tại xét đồ mạnh hẳn ha. Rồi. À mà không có nạp chứ. Một e thì bự hơn nè mọi người. Một e thì lên 9000. E cũ của Xiao chỉ có E cũ Xiao chỉ có 8000 thôi. Đúng không? 9000 ngon rồi đó. Giờ quy nè, quan trọng chủ yếu đam quy 12000. 11000. 13000. 13000. 13000. 14000. 14000. Ok, ổn mọi người. Vậy là có vẻ như là con CL lần này nó thành công ha mọi người. Mạnh hơn set 22 đàng hoàng luôn.
Xiao lên được 14.000 mỗi plunge và hơn cái kia 1.000. Rồi E nó cũng mạnh hơn luôn. Khá thành công.